Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn cái túi đựng dụng cụ của hãng Veto dòng Tech MCT. Thì cái túi này á, đây là cái túi ha, chứ không phải là cái ba lô. Đây là mình nói sơ qua, đây là cái túi, không phải là cái ba lô. Ngoại hình của cái túi này, khi bạn mua về nó sẽ có một cái tem ở bên ngoài. Thì đối với cái túi này, cái dòng Tech MCT á, thì nó có 44 ngăn ở trong và ở ngoài tất cả. Thí dụ như ở ngoài thì cái này vẫn là một cái túi nè, vẫn là một cái túi nhỏ nha. Đó thì nó có tất cả là 44 cái túi to nhỏ như thế này. Đế của nó thì nó dài 3 ly. Đế này đế chống nước dài 3 mm. Đây là kích thước của nó, cao 14 inch, rộng là 8 inch và cái bề ngang này nè của nó là 10 inch. 10 inch có nghĩa là khoảng 25 cm. Đối với cái túi này thì nó có thể chứa được tối đa là 50 cái dụng cụ to nhỏ nha các bạn. Mình mở cái túi ra thì ở bên trong này mình đã chứa sẵn một số cái dụng cụ như thế này. Đây, những cái ví dụ như cái kìm tút dây mình đã để sẵn ở trong này để các bạn thấy là nó có rất là nhiều cái túi to nhỏ. Ví dụ như cái mũi bít này thì ở trong này nó có những cái ngăn nhỏ ở đây các bạn. Đây có những cái ngăn nhỏ nhỏ như này đó, để các bạn cài vào. Mình chỉ cài cái mũi bít cho thôi. Các bạn thấy là cái kìm bấm cốt này rất là to như thế này, nhưng mà hãng Veto á, họ cũng chế ra được, họ cũng rất là thông minh ha, họ chế ra được những cái kìm để cái kìm dụng cụ cầm tay nó khá to. Hoặc là như mình thấy nè, cái đầu cốt này nó vẫn có những cái túi để các bạn để vừa đó ha. Tô vít bạn có thể cắm lên trên những cái khe nhỏ trong này, hoặc là bạn có thể cắm ở bên cạnh cái mũi bít đó các bạn. Đây nè, đây mình có thể chứa được cái mũi khoan nè, kìm nhọn nè, kìm mỏ lết dài tới 250 mm. Vẫn để vừa, ok hết á. Kìm điện nè, bình thường luôn. Cái mũi bít này á, trong này nó có cái tay cầm nữa. Các bạn mà dùng cái túi này để những cái túi, những cái mũi bít mà thay mũi như thế này rất là tuyệt vời các bạn, rất là tiện dụng để xài luôn, nó không lúc lắc ha, các bạn có thể dùng rất là tiện lợi luôn. Ở trong này những cái pouch nhỏ, 44 cái túi nhỏ tất cả để các bạn xài, các bạn cất đi nó rất là tiện lợi. Mình đóng lại ha. Ở chỗ này á, nó có một cái nút như thế này để làm gì các bạn? Này nè, mình đôi lúc mình xài á và mình không muốn là như vậy thì mình khó lấy, thì các bạn biết là cái nút bên này mình có thể gài lại với nhau nè, đó, gài lại với nhau để các bạn, để nó tạo ra cái không gian này. Khi bạn nhìn vô thì mình rất là dễ thao tác, mình có thể nhìn thấy trong cái này, túi này rất là dễ dàng ha. Khi mình xài xong nhé, cái này đây, phía mặt sau này bên ngoài có một cái túi nhỏ để mình đựng cái vật dụng nhỏ chẳng hạn, khá nhỏ, mình để đây để mình lấy thao tác cho nó nhanh. Bên này có cái túi nữa, túi này mình có thể đẩy lên cạc chẳng hạn ha. Ở đây thì khi mình mua, tại vì cái này nó túi, cái túi không phải cái ba lô ha, ở trong này nó có cái túi đeo vai đây. Xin lỗi, có cái dây đeo vai, dây đeo vai này khoảng giờ khoảng sợi khoảng 5 inch. Đây cái tem Veto thì ở trong này có hai cái khay, hai cái pouch rất là lớn, 1, 2, 3 khay lớn, một số cái pouch đi kèm đây, và một cái không gian rất là lớn ở chỗ này. Thì các bạn mà xài máy khoan á, xài máy khoan thì cái chỗ này có thể để được cái cục pin, để được máy, thậm chí là để được thêm cục pin ở đây nữa luôn á.
Đây nè, để được rất là thoải mái luôn á. Để vậy cũng được, và các bạn để như thế này cũng được luôn. Trên này để được kìm vô đây luôn. Đấy ha. Đây luôn ha. Thì nó làm hai chỗ này là có mặt trước nè. Mặt trước là mặt này. Mình thấy nè, đây là đựng kìm. Rồi ở phía sau để đựng máy khoan pin, máy bắn vít. Các bạn có để thoải mái luôn. Còn cái này là cái túi đeo vai thì các bạn cùm ở chỗ này nè. Này, xong lại. Chỗ này là để băng keo điện. Một số cái mũi bít, ví dụ như khi mình xài nhiều chẳng hạn, khi các bạn đang là thao tác nhiều á, đây ha, đây, ví dụ như khi mình đang thao tác nhiều, mình không muốn là mở thì mình ok, mình lấy sẵn ra đây, mình để ở đây và ba cái đó, khi mình dùng á thì mình chỉ cắm để mình sử dụng thôi đó, nó rất là tiện. Sau khi mình xài xong á thì mình mở vào đây nè để mình cất đi. Rất là gọn gàng và nhẹ nhàng. Túi này thì mình bảo hành 6 tháng, nó không có bị trờn, nó không có bị sờn gì vải. Cái khóa kéo này thì các bạn lâu lâu, các bạn 1 năm các bạn vệ sinh cho nó khoảng 2-3 lần. Túi này là khóa IKK rất là bền. Đây đeo băng keo ha. Rồi mình giới thiệu cái dòng TECH MCT đến các bạn nhé. Giá của cái túi này là tầm khoảng 3,2 triệu nha các bạn.